Mỹ Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 7 2019. Đến với bản tin hoạt trình đốn tối nay gồm có tin quan trọng và tin thế giới. Để mở đầu, với Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tầng hầm basement của tòa án ốc bị ngập nước sau một trận mưa lớn. Một trận bão di chuyển chậm mang theo nhiều mưa hôm thứ hai đã làm ngập lục nặng nề khiến nhiều người lái xe bị kẹt giữa đường làm ngập nước tầng hầm basement trong nhiều căn nhà kể cả tòa bạch ốc trong buổi sáng đầy hỗn loạn ở thủ đô nước mỹ nước tràn vào khu vực làm việc của báo chí ở tầng hầm gần cánh tay west wing của tòa bạch ốc các nhân viên chính phủ phải lấy máy hút nước để đối phó với các vùng nước động nơi này nước lục cũng khiến gây ra mất điện ở tòa nhà lưu trữ tài liệu quốc gia national archives building and museum cơ quan thực khố này nói rằng bản tuyên ngôn độc lập hiến pháp và các văn kiện quý giá khác đều được an toàn tại vùng bắc Virginia, cơ quan cứu hỏa quận Fairfax County nói họ nhận hơn 30 cú điện thoại nhờ cứu khỏi dòng nước chảy xiết. Giới hữu trách khuyến cáo dân chúng không lái xe ra đường nếu không thật cần thiết. Bà Nancy Pelosi tuyên bố đưa câu hỏi quốc tịch vào thống kê dân số là nỗ lực làm nước Mỹ trong sáng trở lại. Hôm thứ hai 8 tháng 7, chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi lý luận là cái cách mà Tổng thống Trump nhất quyết đưa câu hỏi quốc tịch vào thống kê dân số 2020 là nỗ lực làm cho nước Mỹ trong sáng trở lại. Của ông, Papalosi lên tiếng như trên trong một cuộc gặp gỡ ở San Francisco về vấn đề luật an toàn bầu cử và bà nhắc đến cái nón màu đỏ với hàng chữ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và các ủng hộ viên Tổng thống Trump hay đội cũng như nhiều tiếng nói chống lại nỗ lực này của Tổng thống Trump bà cho là câu hỏi về quốc tịch sẽ làm bản đồ bầu cử của hoa kỳ bị vẽ lại chỉ có lợi cho cộng hòa bà nói họ nhất quyết muốn một số người nào đó được tính đến thật là xấu hổ đó không phải là chuyện tổ tiên lập quốc của chúng ta mong muốn họ cố gắng làm cho nhiều người lo ngại sẽ không dám trả lời thống kê dân số cuối tuần qua tổng thống trump cho các ký giả hay ông dự định sẽ dùng quyền đặc biệt hành pháp nhằm bảo đảm là câu hỏi quốc tịch sẽ có trong bản kiểm kê dân số dù tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết ngăn chuyện thêm vào này trong tháng 6. Hôm thứ Ba tuần trước, tối cao pháp viện Hoa Kỳ với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống trả ra phán quyết cho là lý luận của chính phủ Trump cho câu hỏi quốc tịch là cần thiết, không đưa ra minh chứng đầy đủ. Tối cao pháp viện nói chính phủ Trump cần phải có giải trình khác về luật pháp cho quyết định thêm này vào một giới chức cao cấp Bộ Tư pháp cho biết sẽ có các thay đổi nhân sự quan trọng. Trong nhóm luật sư có nhiệm vụ phối hợp, các nỗ lực nhằm đưa câu hỏi về quốc tịch vào cuộc kiểm kê dân số năm 2020. Giới chức này nói rằng ông James Burham, cựu luật sư ở Tòa Bạch Ốc, hiện là Thứ trưởng Bộ Tư pháp, sẽ rời khỏi toán luật sư này. Toán nhân sự mới sẽ gồm các luật sư lâu năm của chính phủ và những luật sư được bổ nhiệm từ bên ngoài, đang làm việc trong lĩnh vực luật dân sự và lãnh vực bảo vệ người tiêu dùng. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra đòi hỏi rằng có câu hỏi về quốc tịch trong cuộc kiểm kê dân số 2020 sau khi bị tối cao Pháp viện ngăn cản trước đó. Phán quyết của tối cao Pháp viện với chánh án John Roberts đứng về phía đa số nói rằng các lý lẽ do lực sư chính phủ đưa ra có tính cách gượng ép. Theo phát ngôn viên Kerry Kubek tại Bộ Tư pháp, trong hồ sơ nộp tại tòa vào ngày thứ hai liên quan đến vấn đề kiểm kê dân số cho thấy Bộ Tư pháp đang chuyển vụ này sang một toán luật sư mới. Hôm thứ Sáu tuần qua, Tổng thống Donald Trump nói với báo chí tại tòa Bạch Ốc rằng ông đang nghĩ tới bốn hoặc năm cách giải quyết vấn đề này, gồm cả việc ban hành một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống để buộc có câu hỏi về quốc tịch. New York mở đường cho Quốc hội xem hồ sơ thuế của ông Trump. Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày thứ hai đã ký dự luật cho phép một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ được xem hồ sơ thuế tiểu bang của tổng thống Donald Trump. Đạo luật mới yêu cầu các cơ quan New York phải giao hồ sơ thuế của viên chức chính quyền cho các ủy ban Quốc hội có liên quan đến thuế khi các ủy ban này yêu cầu được xem hồ sơ thuế với lý do rõ ràng và hợp pháp. Ông Cuomo, một thống đốc dân chủ tuyên bố, đạo luật mới sẽ giúp Quốc hội thực hiện trách nhiệm theo hiến pháp củng cố nền dân chủ và bảo đảm rằng không ai được vượt trên pháp luật. Ông Cuomo cũng thêm rằng các bí mật về thuế vẫn hết sức quan trọng và các ngoại lệ chỉ được thực hiện cho mục đích điều tra hoặc thi hành luật pháp. Một trong các luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Jay Sekulow, vào chiều thứ hai gọi đạo luật của New York là một hành động quấy rối mới của đảng Dân Chủ nhắm vào Tổng thống. Đạo luật của New York được coi là đòn tấn công nhắm thẳng vào ông Trump. Người vẫn luôn từ chối giao nộp hồ sơ thuế. Bị chê bất tài, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không làm việc với đại sứ Anh. Sự việc các email ngoại giao được đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, ông Kim Darroch gửi về London. Trong đó, ông Darroch chê bài Tổng thống Donald Trump là người không có khả năng, thiếu chắc chắn và bất tài, và chính phủ Mỹ hoàn toàn hỗn loạn. Phản ứng trước tin này, hôm thứ Hai, Tổng thống Trump nói từ nay trở đi, ông sẽ không bao giờ muốn gặp hoặc nói chuyện với đại sứ Anh. Trong bài đăng trên Twitter ngày thứ hai, Tổng thống Trump viết rằng Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục làm việc với đại sứ Kim Darroch. Một viên chức chính phủ cho biết, ông Darroch đã bị hủy lời mời đến dự tiệc vào tối thứ hai với Tổng thống Trump tại Bộ Ngân phố. Trong buổi tiếp đón một thành viên hoàng gia Qatar, viên chức Tòa Bạch Ốc nói sự lành nhạc này là điều ông Darroch sẽ nhận được trong thời gian tới và sau vụ thư tín ngoại giao bị lộ ra đô đốc được chọn chỉ huy hải quân mỹ xin nghỉ hưu vì hành động sai lầm đô đốc william moran từng được chọn làm chỉ huy trưởng của hải quân hoa kỳ đã bất ngờ từ chối trách nhiệm được giao phó và xin nghỉ hưu bộ trưởng hải quân mỹ ông richard spencer nói đây là vì sự nhận thức sai lầm trong một mối quan hệ làm việc của vị đô đốc quyết định bất ngờ của đô đốc william moran đã tạo thêm lo ngại và có sự bất ổn trong hàng ngũ chỉ huy cao cấp tại ngũ giác đài Đô đốc Moran đã được Tổng thống Donald Trump đề cử và được Thượng viện Mỹ thông qua hồi tháng 5 để thay thế Đô đốc John Richardson trong chức vụ tư lệnh hành quân hạm đội Mỹ và là một thành viên trong hội đồng tham mưu liên quân. Đô đốc Moran nói tuy ông rất buồn khi nộp đơn xin nghỉ hưu, ông không muốn làm cản trở công việc của Hải quân Mỹ, dù lý do gì. Dân biểu California ngừng tranh cử tổng thống. Dân biểu California Eric Swalwell ngày thứ hai đã thông báo sẽ ngừng tranh cử tổng thống. Ngày hôm nay là ngày kết thúc chiến dịch tranh cử của ông. Tôi sẽ là khởi đầu cho một cơ hội tại quốc hội. Ông Swallow nói trong cuộc họp báo, tôi muốn cảm ơn những người ủng hộ và gia đình, bạn bè của tôi đã cùng tham gia trong hành trình này. Sau vòng tranh luận đầu tiên vào tháng 6, ông Swalwell đã dự định có nhiều chuyến đi vận động tại New Hampshire vào ngày 4 tháng 7. Các buổi vận động này đã bị hủy sau đó. Thông điệp chính của chiến dịch tranh cử của ông Swalwell là chống bạo lực súng đạn. Cà phê có gây bệnh ung thư hay không? Quý vị nào hay uống cà phê hay là thích nhâm nhi ly cà phê, hãy yên tâm uống ly cà phê của mình. Vì theo nguồn tin của The USA Today và The Reuters thì câu trả lời là không. Nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, uống cà phê hay trà hoặc những thức uống ở nhiệt độ nóng hơn 149 độ F thì lại có thể dẫn đến ung thư cuốn họng. Mariana Stein, một giáo sư y học của Đại học trường Keck of Medicine, South California cho biết, thức uống quá nóng có thể làm tổn thương các tế bào ở cuốn họng và dẫn đến ung thư. Nghiên cứu bao gồm 22 nhà khoa học khác từ 10 quốc gia đã kiểm tra khoảng 1.000 nghiên cứu, hơn 20 loại ung thư đã kết luận. Uống cà phê ở nhiệt độ mát an toàn hơn nhiều và có thể giảm nguy cơ ung thư gan 15%. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt trình đổ đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. thân mời Quý Đồng Hương tham dự buổi hội thảo chính trị Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ theo kịch bản nào. Vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Bảy 13 tháng 7 2019 tại Providence Rec Center 2115 Marks Drive, Fortress Virginia 22042 với diễn giả tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đến từ Hawaii nói về chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ và một dự phóng cho tương lai dân chủ Việt Nam và bình luận gia đại dương nói về những hoạt động thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thế còn kịch bản nào sẽ đưa đến sự sụp đổ của Cộng sản Việt Nam? Kính mời quý vị tham dự để cùng nhau tìm lời giải đáp. Mọi chi tiết xin liên lạc Sân Tùng 703 534 7483, Đinh Hùng Cường 703 -927 -2878, Võ Thành Nhân 301 -257 -8496.